cũng xin thông báo lại là bác nào có mặt ở đây thì mới được trúng thưởng nha, cho nên các bác ở ngoài hay ở dưới gì có ra hút thuốc thì đi vào trong này luôn tham gia cho nó vui ạ. Bây giờ là bóp trước, em để đây luôn. Đây, cái phần kiểu này, chắc phải nhờ một chị cho nó... Đi, xin nhờ chị bóc giùm. Thì bóc giùm cho em hai cái phiếu đầu tiên là cho hai cái giải là cái giải tín hiệu. Và cái cuối cùng thì từ từ. Nha. Em không biết thế này, em đánh số cái phiếu của em. Dạ. Dạ, chị bóc đại hai cái đầu tiên. Rồi. Bây giờ nhà chị đọc giùm một cái. Chúc mừng anh Phạm Quang 8. Số dạ, điện thoại đuôi 6688. Dạ, xin mời bác Phạm Quang 8. Dạ, em mời bác. Rồi, chúc mừng bác. Không cái bao bì nó hơi xấu một tí bởi vì em đem ra là chỉ là định demo thôi. Dạ, dạ, cảm ơn anh. À, còn một món nữa. À, xin mời. Cảm ơn chị. Xin mời chị đi. Dạ. Hay cái này chắc phải xào. Cho chị xào lên chị bóc. Tức là có thơm rồi. Cho chị cứ từ từ. Sống châu nữa. Thì đang chơi rồi. Làm sao cho nó hồi hộp cái này. Nó chỉ cứ đọc luôn. Tại mọi người vẫn đang hồi hộp. Phạm Đồng Minh ạ. Ôi chào bác. Ôi bác là từ sáng tới giờ đấy. Bác là từ sáng giờ. Tôi ở bên đội bài xa ngồi đây suốt. Nhưng mà suốt may mắn quá. Dạ. Cảm ơn anh. Okay. Thực ra là anh là cũng những người tới đầu tiên và coi như là mê mẩn nghe suốt từ sáng đến giờ. Xin mời hai bác mà đây chắc cái loa ra đây em để đây chụp hình chung một cái. Vâng. Hình đấy là cái tượng trưng. Anh quay trên. Quay luôn anh quay video. Đây là chiếc này sao? Dạ vâng. Sao cái số đệ sướng thế? Được. Đẹp rồi các bác. Được. Nhìn này. Cảm ơn các bác. Dạ vâng. Ôi trời, xỉu quá. Em cảm ơn anh. Thật ra thì chương trình hôm nay á, cái chương trình mà giao lưu này á, cũng là một cái ngẫu nhiên thôi. Cái thực chất là em dự tính là tháng 11 ra cái trình diễn cái AEV show á, thì ở đó em sẽ có hai cái phòng lớn. Năm nay thi văn có hai phòng to, năm ngoái thì một phòng và ngay vị trí trung tâm luôn, và sẽ trình diễn tất cả các cái bộ từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà thực chất là các bác ở Hà Nội liên hệ liên tục nhiều quá, mà đa số các bác nói thật là nghe tiếng rồi nghe YouTube rồi các kiểu nhưng mà cũng vẫn chưa tin. Thực ra bọn em thì cũng biết cái điều đó, tại vợ cũng là người Hà Nội, cho nên là thôi phải tổ chức một cái buổi giao lưu để giới thiệu đến các bác về cái âm thanh cũng như cái sản phẩm mà mình tâm huyết. Thì khi mà đăng lên thì được các bác hưởng ứng rất là nhiều, mà bọn em thì chạy show rất là nhiều. Tại tháng sau là một cái triển lãm rất là lớn ở Sài Gòn, và đó thi văn hiện giờ là đăng ký một cái phòng lớn thứ nhì sau anh Duy thôi. Và đó thì văn đưa ra tất cả các cái giải pháp, một cái phòng 200m², cho nên là tất cả các concept đề ra và các cái đối tác để mà đưa vào cái triển lãm sẽ đưa ra một cái concept về triển lãm rất là mới. Thì chắc là đi các nước ấy, thì triển lãm hiện nay nếu mà chỉ audio không á
thì nó nhìn nó bị rờ rạc quá, mà cái audio để nó tồn tại được thì nó phải đưa vào cuộc sống. Và triết lý của thi văn đó là âm nhạc, là để kết nối mọi người với nhau, và mọi người ở đây là có thể bạn bè và gia đình nữa. Cho nên khi mà nghe nhạc em thì sẽ tức một hệ thống hay thiết kế thì có thể chơi tất cả các loại nhạc trên một hệ thống, tất cả là từ nhạc hòa, nhạc già, nhạc trẻ. Và để được như vậy thì em nghe tất cả các loại nhạc, nhạc cổ điển em cũng nghe, nhạc Việt Nam trữ tình em cũng nghe, nhạc hòa tấu em cũng nghe, nhạc mà ca trù em cũng nghe, cải lương em cũng nghe, rồi mấy đứa nhỏ ở nhà giờ nó mở các cái nhạc mà tỷ view trên YouTube, rồi các cái nhóm kiểu như Sơn Tùng, MTV, rồi các thứ em cũng phải nghe hết. Thì thực ra khi mình nghe thì mình có một cái nhìn nhận là cái nhạc nào mà nó có khán giả, tức là nó có cái hay trong đó, là mình phải tìm cái hay đó để mình thể hiện được, chứ mình không thể chê nó dở được, tại vì nó sẽ có những cái đặc trưng mà cái lứa tuổi đó người ta thích. Cho nên qua cái quá trình nghiên cứu thì tất cả những cái sản phẩm hiện nay á đều có một tiêu chí đó là thể hiện âm nhạc sao cho đúng nhất. Và mình thực ra thì cái chuyện mà thể hiện đúng nói thì dễ, nhưng thực chất là rất là khó, tại đa số các cái hệ thống á người ta thể hiện không đúng được thì người ta bảo là cái gu tôi thế. Thực ra cái gu á thì nó bị cái là nó là sở thích cá nhân, nhưng mà khi đã chuẩn mực rồi thì anh thể hiện tất cả những cái gì mà người nhạc sĩ, ca sĩ người ta đã bỏ tâm huyết ra người ta thể hiện được, thì mình cái hệ thống tái tạo điện tử của mình tái tạo lại làm sao cho gần nhất với những cái người ta thể hiện, thì chính cái đó sẽ truyền được cái cảm xúc tới người nghe. Chứ mình không thêm thắt đồ gì á, thực ra thêm thắt á mình không biết cái gì để thêm thắt nó khó nữa, nhưng cái người kỹ thuật là phải truyền tải đúng. Bản thân những cái loa này thì thi văn ra em có cái bài mà hát chiếc phớt, người ta có liên hệ với em để viết bài, thì nó có một cái là đi tìm chất âm chân thực. Thì thi văn để mà truyền tải được những cái âm thanh mà đến người nghe thì em phải tìm hiểu về âm nhạc, ngoài ra thì thiết kế mà chuyển tải những cái âm thanh đó làm sao nó chuyển tải ra được đúng cái cảm xúc của cái người biểu diễn ấy, thì nó liên quan tới các cái thiết kế. Thì tất cả các người của thi văn hiện nay là zero feedback, tức là không hồi tiếp. Thực ra cái hồi tiếp á, các bác mà đã làm được kỹ thuật á, cái hồi tiếp là nó gọi là cái gọi là sửa sai á, thì những cái đó là cái bài toán là để người ta thiết kế làm sao có được cái thông số tốt thôi. Chứ về tất cả những cái điều khiển ấy, hoặc là dùng hồi tiếp quá nhiều á, thì nó tức là cái điều khiển nó bị đơ đi. Thì âm nhạc nó cũng thế, tức là dùng feedback quá nhiều á, âm thanh nó bị cứng lại, mặc dù số đo rất là khủng khiếp, nhưng mà hồi tiếp nó bị cái nó làm cho triệt tiêu cái dynamic range rất là lớn. Và trong những hệ thống âm thanh ấy, thì giờ mình đi nghe cái dynamic range phải lớn. Những cái hệ thống mà đang chơi đây, cái S3 với cái này, cái dynamic range nó lớn lắm, mặc dù là cái công suất nó nhỏ, nhưng mà các bác nghe thấy không gian của cái loa này thể hiện nó tương đương với những loa 3-4 tấc, chứ nó không phải là những cái loa bút xe nhỏ nhỏ, mặc dù công suất là rất nhỏ nhé. Cho nên cái điểm khác biệt trong thiết kế thi văn đó là làm sao mà các cái linh kiện được phát huy cái sở trường của mình và không có can thiệp về mặt vào trong đấy. Cho nên cái bản thân cái thiết kế nó cũng rất là đơn giản, nó càng đơn giản càng tốt, nhưng mà càng đơn giản thì nó lại càng cần cái sự tinh tế, cái sự chính xác trong đó rất là cao đấy. Cho nên tất cả những cái thiết kế hiện nay nó bắt đầu nó đạt được một cái tiêu chuẩn đó về âm thanh. Và cái kết quả là 2 năm vừa qua các sản phẩm thi văn qua châu Âu và Đức ấy, thì về loa thì cái loa Aeros của thi văn đã đạt các cái giải rất là nhiều, thì em có trình bày nói chung là cũng ra rã trên mạng để các bác biết rồi. Nhưng mà một cái mà không chính thức nhưng mà cực kỳ tự hào đó là cái ampli của thi văn ấy, là được cái hãng loa Dynamic mà đích thân ông Monin là thiết kế chính và cũng là chủ hãng Dynamic là cái hãng của Đức, và loa kèm và có cái cặp loa trị giá mắc nhất của họ là trị giá 365.000 đô la, và trong danh sách 10 cặp loa đắt nhất thế giới thì ông đó
ông có mua cái amply 21 thì mang về rồi ông thử thôi. Ông đó là nhà thiết kế cả amply luôn. Ngày xưa ông có sản xuất amply nhưng mà cũng không thành công lắm, cái ông bỏ, ông tập trung sản xuất loa thôi. Trên cái thông số của amply 21 em để là chạy class A. Thế ông mò ra sao ông thấy sao nó chạy class A2 mà nó bảo class A. Ông viết mail qua ông bảo sao amply mà chạy class A2 đúng không? Lộ bài rồi chứ thì đúng. Bắt đầu ông với ca mày ca là cái amply mày thiết kế ở trong rất là tốt, mà tao muốn sử dụng cái amply này làm cái sản phẩm để mà thử nghiệm cho các cái loa rẻ tiền. Nói thì thế nhưng mà sau cái lên cái trang web của ông viết một cái bài ông căng ở cái amply mình quá chừng luôn, và thành coi như là cái amply tham chiếu cho cái sản phẩm loa của hãng. Thì hiện nay các cái sản phẩm của Thiên Văn là được cái cả loa cả amply. Còn về cái đáp thì người Đức người ta khá là dè dặt, thì các cái sản phẩm đáp người ta không có tin. Mình hôm qua mình nghe mình thấy cũng bình thường quá, sao nó cao quá, thế em phải tặng một cái đáp qua bên cái đại lý Berlin đó. Sắp tới rồi đang lên tàu đi, cái đại lý và Berlin vừa rồi thăm thì ông đã ấn tượng với mỗi cái loa của em và amply cũng chưa được nghe. Thì sắp tới hy vọng cái đáp sẽ được chính thức mà người Đức người ta đón nhận giống như loa và amply. Tại vì khi mà tới một cái mức nào đó thì cái tư duy thiết kế của mình thay đổi, thì các cái sản phẩm nó sẽ thay đổi âm thanh đi theo. Cho nên Thi Văn rất là tự tin các sản phẩm của mình sẽ chinh phục được châu Âu, từ các cái sản phẩm nhỏ tới sản phẩm lớn. Thì cái tin mới nhất là cái cặp S3 này đã được. Cái cặp mẫu thì nó qua cách đây 3-4 tháng rồi, hồi nó mới ra chưa giới thiệu ở Việt Nam thì đã có một cặp mẫu đi trước. Thì cái cặp đó đã được một cái chuyên gia phân thầu ở Đức, người ta nghe qua rồi người ta đề xuất mình đưa cái amply kết hợp vào trong đó để làm loa monitor bán cho phòng thu. Thì đó cũng là một cái tin rất là mừng, mà em sẽ còn giải quyết nhiều vấn đề sinh ra. Tưởng một cái đưa vào dễ nhưng không phải dễ, không phải dễ. Tại vì cái amply bán dẫn á không phải sở trường của mình, và mình nghe cái bán dẫn cái dynamic range nó thấp quá, cái tiếng nó không có thoát. Mà những cái mà kiểu như đắt siêu rồi, cái thiết kế bán dẫn không một tiếp thì nó mắc quá mấy chục ngàn. Tại vì cái đó mình muốn làm mình phải nghiên cứu, nhưng mà có khi ta được đưa cho em đi đèn đó luôn, coi như là đá dưới tàu. Đấy, cho nên đây là những cái chia sẻ của Thi Văn về cái quá trình cũng như để có những cái buổi giao lưu ngày hôm nay, thì để các bác nghe các bác trải nghiệm, cũng như là các bác có tâm tư tình cảm gì có cần góp ý sự đấu gì rồi phù hợp với cái sở thích, hoặc là cần tư vấn gì thì có thể liên hệ với mình để mà được tư vấn trực tiếp, để mà có cái giải pháp. Mình nói thêm một chút nữa là cái phòng này là khi mà chọn cái phòng này là em đã nhìn qua hình chứ cũng thực ra chả biết nó tình trạng nào, thấy nó ok, thiết kế giống châu Âu, nhìn đúng cái phong cách mình cần. Và tối hôm qua tới 10 giờ người ta mới có tiệc xong là mới bưng đồ lên setup. Và các bạn thấy là chả có càng âm tiêu âm gì hết, mà vấn đề là cái setup nó nhìn có những cái kỹ thuật mình đã quen, mình nghe rồi mình điều chỉnh làm sao tổng thể nó hài hòa trong cái điều kiện có thể. Cho nên các bác cứ tự tin nữa là cái phòng mình nó thế nào thì cũng có phương pháp xử lý được hết và không quá cầu kỳ. Nhưng mà tất nhiên phương pháp nó phải đúng, cái nhiều nhà nó trống không có cái gì hết ấy, thì nó ban thì kiểu đó thì không có gì xử lý ngoài cái phải trang âm hoặc là đưa các cái bàn ghế tủ giường màn vào cho nó thành một cái không gian sống bình thường á. Về cái phòng nghe các bác thì mình yêu cầu là làm sao các bác vào cái phòng đó bác nói chuyện nó dễ chịu như thế này, là mở nhạc lên là ok. Tại vì mình gặp một cái trường hợp thế này là ngày xưa mình có cung cấp một bộ dàn cho một anh bạn và vợ anh là cô giáo dạy piano và học nhạc viện Tchaikovsky. Mình có hai cái đàn răng piano, một cái là của Yamaha G4, G5 gì đấy, nói chung là mấy chục ngàn, đánh rất hay. Ông đem cái phòng, vô cái phòng đó, ông đánh piano, ông kêu hay lắm thiệt, và nghe đúng hay thiệt. Đem bộ dàn vào nó ồn quá, đánh không được. Thế thì bài toán đặt ra cho một người thiết kế là cái phòng xa hay là cái dàn xa hay là cây piano xa.
thì một trong ba cái đó phải có cái sai nó... mà cây piano với cái phòng đó là nó nghe hay là chắc chắn là hai cái đó là khả năng là một là hai cái đúng hết mà hai cái sai hết mà nó bổ trợ cho nhau, thì khả năng cuối cùng đó là phải cái dàn mình với cái phòng á mà nó sai mà cây piano nó sai nữa thì vô mà nó hợp nhau đúng thì cái trường hợp đó rất là hiếm. Cho nên cái đó nó làm cho mình cái tư duy thiết kế lại là phải thiết kế sản phẩm vào cái không gian mà mình sống thực sự, chứ không phải vô cái phòng mà coi như là tiêu âm sạch hết rồi ra ngoài nghe miết không được cái bắt đầu phải tiêu âm cái phòng đó thành ra y như cái phòng lab thì không ổn. Cho nên tất cả những sản phẩm thi văn hiện nay đều được thiết kế làm sao mà các bác đem về nhà chỉ cần setup tương đối là nghe tốt, chứ không phải quá cầu kỳ các cái thiết bị. Và ở đây em chỉ cắm cái ổ cắm điện vào thẳng ở trong tường này thôi. Đây, không có thêm cái lạc điện hay gì để cắm vào thẳng hết. Và ngay cái nguồn phát máy tính đó, anh cũng đem luôn một cái CPU ở nhà, một kính 6T để mà nhạc gì cũng có, ai hỏi cũng có luôn. Tức là một cái hệ thống rất là bình thường mà các bác nghe tất cả âm thanh nó rất là sạch, nó rất là sạch và nó rất là tĩnh. Thực ra những cái này là do mình nghiên cứu trong quá trình đó. Thì không hẳn là cứ phải lọc hết nhiễu là nó sạch và nó thoát tiếng đâu. Thực ra mình vào những cái khán phòng lớn như Berlin hoặc là Viên á, nó vẫn rất là ồn. Tức là cái lượng người mà cái chương trình nó 1.000 người á nghe thì cái tiếng ồn hơi thở rồi người ta nọ ngoại rồi người ta ho rồi đủ thứ nó rất là ồn, nhưng mà nghe cái âm thanh nó vẫn rất là thoát, vẫn dynamic. Thì vấn đề nó không phải là lọc hết cái nhiễu mà vấn đề là chúng ta làm sao cái âm thanh nó phải nổi lên trên cái nhiễu đó bạn. Thì cái đây là một cái giải pháp thì bằng làm cho âm thanh nó phải trội lên trên cái nhiễu đó. Lúc cái nhiễu đó nó quá nhỏ so với cái âm thanh tổng thể đi thì coi như là nó không nhiễu. Cái hai cách, cái nhiễu đây, cái nhiễu ở dưới này, cái âm thanh nó ở cái này. Một là bắt đè cái nhiễu xuống, hai là bắt đẩy cái âm thanh lên. Thì tổng thể nó là một dạng, nó kết quả nó giống nhau. Thì mình chọn cái giải pháp nó gần gũi và nó đúng hơn. Cái nhiễu anh vẫn phải giữ để anh cảm giác là thật. Tại anh ngồi bên cạnh có một khách vẫn ngồi với họ mà cũng ho. Mình ho lùm lạ. Thì cái đó là cái thực tế mà mình đi nghe nhạc, chứ không phải mình vô một cái phòng đóng kín hết, cách ly với không gian bên ngoài, không có tiếng nhiễu nào thì không bao giờ có cái không gian thật đó. Nó siêu thật rồi. Thế cho nên những cái giải pháp ở đây á, mình chia sẻ với các bác để mình tới một âm thanh thật, gần gũi. Mà càng gần gũi thì nó càng truyền tải cái âm nhạc, nó đi vào lòng người hơn. Chứ nó không có theo kiểu nó cao siêu, nó hoành tráng quá mức. Thế các bác có câu hỏi nào mà muốn trao đổi thì có thể đặt câu hỏi với mình. Câu hỏi là một cái đèn sơ cấp mới chơi thì bây giờ giá thành khoảng bao nhiêu? Em có cái Amplify DL50 á. Cái này á là giá là 13.500.000. Và đây là cái Amplify lâu đời nhất của Thi Văn từ cái thời thành lập tới bây giờ. Tất nhiên nó thay đổi rất là nhiều nhưng mà cái nền tảng nó vẫn là cứ thay tên đổi họ tới luôn, nhưng mà nó vẫn cứ chỉ DL50 rồi 60 rồi 40 rồi luôn hết trơn á. Nhưng mà với giá thành đó thì tổng thể nghe rất là tốt. Thì nãy em vẫn mở bằng cái ly này. Còn tất nhiên những cái đèn khác nó cao hơn. Và cái loa màu đen là 7.500.000. Cái bộ này là 21.000.000. Mà anh mua hôm nay hình như có giảm giá 10% với free ship nữa là còn có 10 mấy triệu thôi. Thì tính ra là để được hai em rất là rẻ. Tất nhiên là sau này một các bác muốn nâng cấp nữa thì có cái giải pháp của đát của Thi Văn nữa. À, em nói thêm nữa là đát của Thi Văn, cái đợt đát vừa rồi có cái đát răng ấy, rất là được các bác chọn rất là nhiều. Và gần như là sốt thị trường, cái giao hàng không kịp luôn. Tại vì nó có cái giải pháp đơn giản ấy, là hiện nay nghe nhạc ấy, nếu mà nghe theo kiểu audio file ấy, mà chép cái ổ cứng vào trong như em nó lỗi thời rồi. Ngày xưa tất nhiên còn cái đĩa thì nó còn lỗi thời không nữa. Và em đi qua châu Âu em nghe các bác nghe đĩa thang rồi băng cối rồi nó còn khổ hơn nữa. Thực chất á, những cái người mà nghe cầu kỳ quá thì nó chả có máy nhạc để nghe hết chứ. Và những cái mà mới của xã hội á, tiếp cận những cái mới thì không thể tiếp cận được. Tại vì đĩa thang á, có khi hát cái bài đó nát xong rồi mấy chục năm xong nó mới ra được cái đĩa thang. Băng cối thì sang qua sang lại
cũng mãi mới nghe được, nhưng mà cái đó mình cũng không trách họ, cái đó là sở thích. Tại vì chơi âm thanh thì nó có hai cái cách chơi, một là chơi máy, hai là chơi nhạc. Thì chơi máy nhiều người giống như xe vậy đó, mua về để mãi nó chạy đâu, người ta cũng chả biết cái xe nó chạy thế nào, cái chân trong gara. Thì âm thanh nó cũng có cái kiểu chơi đó, thì cái kiểu đó là nhiều tiền mà không tính. Em thì hướng tới là chơi nhạc là chính, cho nên cái tiêu chí đó thì các cái sản phẩm của Thi Văn á là hướng tới làm sao các bác trải nghiệm nhiều âm nhạc nhất có thể. Là cái đắt cái răng á, nó có cái đường Bluetooth 5.0 aptX HD cái đó là mới nhất hiện nay. Tại vì theo em test mà bằng cách nghe nhé, chứ còn đo đạt thì nhiều lúc nó cao siêu lắm mà nó không thể hiện được cái mình cần đó. Thì là cách nghe thì em thấy là em mở một cái album chép trên cái điện thoại, em bắn Bluetooth qua cái đấy, em nghe với từ cái album đó qua CD thì nó gần như nhau, chả khác gì. Thực ra về cái tiêu chuẩn của cái đó thì nó truyền tải cao hơn CD, nhưng mà mình nghe thì mình thấy là ok. Thì cái đó nó ra một cái giải pháp là hiện giờ rất nhiều các cái album mới người ta không xuất bản bằng đĩa nữa, mà người ta xuất bản trên YouTube. Và cái đó là cái kênh kiếm tiền chính của các ca sĩ hiện nay, cả thế giới luôn chứ không phải riêng mình. Và xu thế đó thì sắp tới thì các bác sẽ kiếm đĩa CD hơi bị khó. Tại vì người ta xuất bản YouTube xong ta thu tiền đủ rồi, thế cái mấy ông này tội quá, thế xuất bản cho cái CD nghe thì tới hồi đó cả thế giới ta nghe xong hết rồi. Thì cái YouTube là một trong những cái mà mình hướng tới. Tại vì sao? Thật ra nó có Tidal nè, rồi Spotify, thực ra những cái đó đều ok. Nhưng mà cái YouTube á, nó có nhiều cái ở bên kia nó không có. Và những cái gì mới nhất á, mà xu thế nó lên hết, thì mình hướng tới YouTube, với lại YouTube nó có hình. Hôm nay mình không có demo hình, thực ra những cái album á, Andre Bocelli rồi các cái dạng kiểu như Whitney Houston có nghe mà có hình, cái giao tiếp giữa người nghe với ca sĩ nó gần gũi lắm và nó đem lại cảm xúc nhiều hơn nữa. Thì mình hướng tới trải nghiệm của YouTube, và thực chất rất nhiều album xuất bản trên YouTube gần đây thấy âm thanh cực kỳ tốt, và qua cái đát răng của mình á thì bắt sẽ có âm thanh gần như là CD. Và thực ra thì nó cũng chả có CD để sau là đi nói thế thôi. Nhưng mà tại vì có khi 1-2 năm nữa các bác cũng không kiếm ra cái đĩa đó để nghe nữa, chỉ có một kênh duy nhất là YouTube thôi. Thì rất nhiều album hay mà các bác thích, chút nữa đem mở YouTube cho nghe, nhiều album hay lắm, nhạc hay lắm. Các cái nhóm nhạc ở Việt Nam, ví dụ như cái nhóm Đen Bâu á, không biết các bác có nghe không? Hoặc là Sơn Tùng nó ra rồi, cái nhóm gì mà cái bài gì mấy đứa nhỏ hay nghe, cái bài gì đó, cái bài gì cái thằng hát cái nhạc hoa độ ta hay độ nàng cái gì đó, nói chung em thấy nó cũng hay chứ nó không dở đâu. Tại vì nó có một cái lượng khán giả rất là đông, nó hay. Và tất nhiên là cái lứa tuổi các bác cũng để mà tiếp cận cái đó thì hơi khó, nhưng mà em lúc đầu thấy cũng khó, nhưng mà tiếp cận một hồi á thấy là thích. Tự nhiên mình trẻ lại, chứ không là nghe nhạc vàng riết rồi nó làm già người mình đi chứ. Em thử nghe một bài chụp đặt hàng luôn.